Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình có tin mày, xin chào tất cả anh em. Ok, hôm nay thì nó lại ra một cái thủ thuật mới. Hy vọng mình chia sẻ cái thủ thuật này lên thì anh em sẽ áp dụng ngay, chứ không admin feed mất. Ok, thì feed trước sau dính feed thôi, chắc chắn cái điều đó sẽ xảy ra rồi. Nhưng mà một cái thủ thuật làm một cái cải trang 40-50% sức đánh, thủ thuật đó cực kỳ dễ nhưng mà cũng cực kỳ khó đối với một số anh em không thể nào mà tụ họp được anh em cả. Chỉ có cách mà tụ họp được anh em, tức là đoàn kết ra mới lại làm nên được một cải trang 45% sức đánh. Ok, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người làm cái cải trang đó. Trước tiên là mọi người phải có một cải tạc tí hon. Đấy, như mình là cải trang Nami nhưng mà phải khác loại nhá. Chỉ số tăng gần khi ở gần cải trang khác loại. Ok, thì ông thứ 957 này đợt vừa rồi á thì mình có mua rồi, nhưng mà mình vô tình bán đi và mất 200 ngọc. Bây giờ mình sẽ đi mở một cái cải trang mới, hy vọng là nó sẽ không trùng với cải trang Nami. Ok anh em, và mình đã có mặt tại đảo Kame rồi. Hiện tại ông T97 đang tiến gần hơn ông Santa. Và chúng ta sẽ có ngay một cải trang hài tác. Ok, mất 200 ngọc, phí quá anh em ạ. Thôi được rồi, cái what the fuck Nami, what the fuck, what the, không lẽ ông trời xui vậy ông trời. Trời ơi, 200 ngọc của tôi, vãi trường thật. Ôi giời ơi, hao phí ngọc quá anh em ạ. Đúng là cay thật chứ anh em thấy chưa. Bỏ mất cái, mất 200 ngọc, cày giái thật. Tiếp tục thôi, mua cái nữa đi, không lẽ Nami nữa, mình đách tin đấy. Ok, được rồi. Rồi Frankie này mất 400 ngọc, tiếc quá anh em ạ. Thôi được rồi, vì một cái clip lành mạnh mà. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua trạm tàu vũ trụ nơi có cải trang Nami này đứng. Ok anh em, thì mình sẽ qua trạm tàu vũ trụ Namek và chúng ta sẽ test thử làm sao để tăng lên được 45% sức đánh, nhưng mà tăng bình viện chứ không phải là nó mất đi. Ok, bây giờ mình sẽ đổi khu vực qua khu 5 nơi có cải trang Nami này đứng. Ok, thì ạc phụ của mình sẽ mang cải trang Nami đứng đây. Ok, ạc chính thì mình sẽ mang cái cải trang Frankie này. Thì mình sẽ mang cải trang Frankie này. Khi này nó sẽ tăng lên 5% sức đánh. Ok, từ từ đã, mình sẽ đứng lại gần hơn để nó tăng. Đấy, 10% sức đánh anh em thấy chưa, mình sẽ... Đấy, ok, đã tăng lên 10% sức đánh. Rồi bây giờ mình thử chạy qua map khác thử nhá. Bây giờ là nó, hiện tại là nó đã tăng lên 10% sức đánh và 24% tốc độ chạy. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi khu khác thử nó có giảm xuống không. Ok, như vậy là nó có giảm xuống nha anh em, đợi tí nó giảm xuống còn 500 nha. Đấy, ok anh em thấy chưa, nó lại giảm xuống 5% sức đánh, 12% tốc độ chạy. Và bây giờ mình chạy vào trạm tàu vũ trụ thì nó lại tăng lên 10%. Đổi khu vực, ok mình sẽ qua khu 5. Đấy, ok mình sẽ đứng gần cái cải trang Nami này thì nó sẽ tăng lên 10%. Ok anh em đợi một tí, nó sẽ tăng lên 10% ngay bây giờ thôi. Anh em đợi trong giây lát. Đó, ok, bây giờ nó đã tăng lên 10% sức đánh và 24% tốc độ chạy. Thì làm sao để giữ nguyên con số này và không bị mất đi? Thì anh em tháo cái cải trang này ra, mang cho con đệ tử. Ok, anh em sẽ mang cái cải trang này cho con đệ tử. Như vậy là 10% sức đánh, mình sẽ hợp thể lại. Ok, như vậy bây giờ mình sẽ đi map khác thử coi nó có giữ nguyên được chỉ số đó không. Ok, bây giờ mình sẽ ấn qua đệ tử, nó có mất đi không? 10% vẫn là 10%. Để xem nó có mất đi không nhá. Ok, mình sẽ chạy qua một map nữa để xem nó có mất đi không, nó có giảm xuống 5% không hay là vẫn giữ nguyên 10%. Ok, nói chung là thủ thuật này rất là tuyệt vời nhưng chỉ sợ admin fit thôi. Ok, thấy chưa anh em thấy, đấy là một thủ thuật hoàn hảo. Ok anh em thấy rồi đấy, thì nó đã tăng lên 10% sức đánh rồi. Nó đã tăng, thực sự là nó đã tăng lên 10% sức đánh rồi. 24% tốc độ chạy vĩnh viễn luôn. Ok anh em, vĩnh viễn luôn, nói chung anh em đi mút trời ngây cũng vậy thôi. Ok, tăng lên 10% rồi. Bây giờ mình sẽ thử thoát game và aura vô lại coi nó có giữ nguyên 10% không. Hiện tại cải trang này, cái cải trang Nami với lại cải trang hải tặc tí hon chỉ có 5% sức đánh thôi nhá và 12% tốc độ chạy thôi, nhưng mà của mình là 10% sức đánh, 24% tốc độ chạy. Nếu như anh em tập hợp đủ tất cả các cải trang thì nó sẽ đạt tới một cái mức cực kỳ khổng lồ, đó là 40% sức đánh, 45% sức đánh và hình như là hơn 100% tốc độ chạy. Ok, thì nói chung bây giờ mình đã giữ nguyên được con số 10% sức đánh với 24% tốc độ chạy rồi. Bây giờ mình sẽ out game ra vô lại thử coi nó có bị mất đi không nhá. Nói chung cái thủ thuật này nó khá là ok, mình nghĩ khá là hoàn hảo đối với những thanh niên úp đệ cũng như là giúp các bạn tăng sức đánh. Thực sự thì nó chỉ áp dụng cho đệ tử thôi, rất là tuyệt vời, nói chung rất là tuyệt vời. Có thể giúp con đệ tử mình tăng tận 40-45% sức đánh thì quá tuyệt vời luôn. Ngại gì mà không thử, chỉ cần 200 ngọc thôi.
Và hồi nãy thì mình bữa trước thì mình lỡ tay bán mất cải trang. Ok bây giờ mình sẽ thử coi. Ok nó vẫn không mất đi. Cho dù các bạn out game, các bạn làm gì, các bạn qua map, các bạn out, các bạn làm các kiểu nhưng mà nó vẫn không mất. Ok. Đấy bây giờ con đệ mình đã là 10% sức đánh và 24% tốc độ chạy. Đấy ok, thì cải trang gốc của nó chỉ có 500 sức đánh, 12% tốc độ chạy thôi. Và bây giờ mình đã bung nó lên 10% sức đánh và 10% sức đánh và thêm cái vào đó là 24% tốc độ chạy và vĩnh viễn không bao giờ mất. Anh em mình xin nhắc lại là anh em mang cải trang vào cho đệ tử và đứng gần một cái cải trang khác loại, cải trang hải tặc tí hon khác loại và anh em hợp thể vào. Ok, mang mang cải trang cho đệ tử và hợp thể vào thì như vậy nó sẽ được vĩnh viễn. Ok anh em. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây mọi người ơi, thực sự là khó khăn, vô vàn khó khăn luôn. Và sau khi tụ họp đủ 7 cái cải trang, 7 cải trang hải tặc tí hon khác nhau cực kỳ khổ luôn và mình đã mất 30 phút, hơn 30 phút để tuyển những người có Franky rồi, những người có Nami, những người có Zoro rồi, những người có Luffy nhưng mà thực sự là khu quá đông, không thể nào vào hết một lần được. Hiện tại khu 40 đã là 12 trên 12 và vẫn thiếu 1 đến 2 cải trang nào đó và mình không thể nào làm lên được 40% hoặc là 45%, thực sự rất chi là khó. Và thôi được rồi, mình cũng làm 35% được vậy. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ làm cải trang tí hon, hải tặc tí hon này thành 35% sức đánh. Thì phải nói rằng cải trang gì ta, cái cải trang Bulma là cái cải trang sức đánh VIP nhất với bao nhiêu phần trăm nhỉ, không đủ tuổi anh em ạ. Vậy thì mình phải nói rằng cái cải trang Bulma là 24% sức đánh với 15% đẹp là cho là 35 40. Ui dồi ôi trâu đấy. Được đấy, nhưng mà cái cải trang Franky này chỉ có 300 ngọc thôi, 200 ngọc thôi nhưng mà mình chưa tụ họp đủ nữa. Nhưng mà đã 35% sức đánh rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tách hợp thể ra và hợp thể lại, như vậy là mình đã có một cái cải trang Franky 35% sức đánh vĩnh viễn, chỉ 200 ngọc mà thôi. Ok, quá tuyệt vời luôn. Ok, xin chào tất cả mọi người. Xin chào anh em. Ok, thì tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành clip của mình, giúp mình đạt được một cái cải trang 35% sức đánh vĩnh viễn luôn. Ok, mà anh em đang suy nghĩ trong đầu là anh còi tí nữa anh còi chạy qua map khác thì nó sẽ thành 5%, không bao giờ, đây là thủ thuật và thủ thuật chính gốc. Ok, cảm ơn bạn Thanh KK7B. Ok, đã giúp mình làm clip. Cảm ơn bạn Thủy Đinh rồi, cảm ơn bạn VIP1458, cảm ơn bạn Messi373 tuyệt vời luôn, bạn ZQT2203. Ok, cảm bạn Thread, cảm bạn xây ra cấp 41, cảm bạn Bim xây ra, cảm bạn XXOOPP3, cảm bạn Karin Lin, cảm bạn O0002706 OOO, cảm bạn Messi, cảm bạn ok, cảm tất cả mọi người đã giúp mình làm nên một clip siêu phẩm, một cái trang với hàng 200 ngọc VIP nhất. Quá VIP luôn. Và mình tự nhiên mình đã cố gắng để tụ hợp tất cả đầy đủ tất cả các cải trang luôn. Nhưng mà rất đáng tiếc vẫn thiếu mất cái cải trang Luffy, là mình kiếm hoài không thấy nên thôi mặc kệ đi. Thiếu thì thôi, vậy mình chủ yếu làm clip cho anh em biết cái thủ thuật thôi. 35% sức đánh chỉ 200 ngọc. Quá tuyệt vời. Và bây giờ mình sẽ test từ cái tốc độ chạy của nó. 30% và 72% tốc độ chạy. Úi dồi ôi, chạy vi vút trời mây luôn, chạy nhanh gấp bội phần anh em ạ. Ok, cảm ơn mọi người đã đồng hành clip của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quá tuyệt vời, quá xuất sắc luôn. Ok, nói chung là bây giờ mình đã làm được một cái trang Franky 35% sức đánh vĩnh viễn. Bây giờ mình sẽ đi máu khác cho anh em xem vĩnh viễn là như thế nào. Quá tuyệt vời anh em ơi. 200 ngọc. Úi dồi ôi, 200 ngọc mát ga luôn. Con nhà bà đi. Đây rồi. Vĩnh viễn nha anh em, không bao giờ tụt được. Úi giời ơi, quá phê. 35% sức đánh, 84% tốc độ chạy. Quá tê, kể cả out game, các bạn out game vô lại cũng không mất. Ok, bây giờ con đệ của mình thì đã rất chi là xuất sắc rồi, hoàn thành nhiệm vụ 35% sức đánh. Nói chung là tại do còn thiếu một cải trang không lên 40% rồi, thiếu cải trang Luffy. Thực sự ấy, cải trang hải tặc tí hon này mình không thuộc tên, ai không thuộc tên điểm danh, ai không thuộc tên nhầm trong đầu, ai không thuộc tên tất cả các cải trang hải tặc tí hon điểm danh, mình có mình trong đó có mình. Ok, thì nghe thực sự là mình đã biết là thiếu cái cải trang hải tặc, thiếu cải trang Luffy nên nó không thể lên được 40% được. Nhưng mà làm được một cái cải trang hải tặc tí hon là chỉ 200 ngọc mà 35% vĩnh viễn, quá tuyệt vời con nhà bật trời. Nói chung là anh em cố gắng tụ họp đi đấy, lên mấy cái group Hoàng Bách rồi mấy cái group Hoàng Bách thì group Server 2 rồi, lên mấy cái group tuyển người ấy. Đấy, anh em ai muốn làm cải trang 40 50% sức đánh đấy, ok anh em cùng nhau tụ họp lại làm một cải trang
40, hình như 40% sức đánh là mát hay sao, hay là 45 ta? À 40% sức đánh là mát hay sao? Tuyên bố Bulma không đủ tuổi. Bulma tuổi gì sexy Bulma. Gạt qua một bên, đi chỗ khác nói chuyện đây. Ok, em xài cải trang 200 ngọc thôi. Nói chung em xài cải trang 200 ngọc, em nghèo lắm, xài cải trang 200 ngọc à. Nói chung là 40% sức đánh hay 45% gì đó, nếu như tù hợp đủ hình như 40% mình nghĩ là vậy. Nhưng mà đây mình tù hợp hình như là thiếu Luffy thì phải. Rất đáng tiếc, thực sự rất đáng tiếc, nhưng mà cái khu đã full rồi. Rất khó khăn để tù hợp đầy đủ cải trang, nên anh em nhớ hãy kiên trì và hãy cố gắng tù hợp đầy đủ cải trang để giúp mình có một cải trang cho con đệ cực kỳ xuất sắc. Ok. Chúc anh em cái thủ thuật mới vui vẻ, và chúc anh em những anh em đi học về thì nhanh chóng áp dụng vào ngay, chứ không là để mất. Ok. Chỉ 200 ngọc mà. Ok, bye anh em. Nhưng mà anh em có cải trang rồi thì thôi. Ok, bye anh em.